Chín cho em. Rót nước cho mẹ uống luôn. Dạ. Lấy ấm nước, nấu nước cho mẹ uống đi. Ấm nước đâu? Giỏi quá. Rồi, rót nước cho mẹ uống nè. Nói với cho mẹ uống. Con mời mẹ uống nước. Mẹ cảm ơn Vi nha. Trời, mẹ uống rồi, ngon quá. Rồi Vi ơi, con cọp nè. Con cọp cho nó đứng ở chơi nè. Nè, chảo này chiên cá Vi. Chén nè, ăn cơm nè. Nè Vi nè, bánh nè, bánh nè. Bánh kem. Bánh kem nè, bánh kem nè, cho mẹ ăn bánh kem. Bác sĩ khám bệnh cho mẹ nè. Dạ. Đây đây, chảo đây nữa nè. Dĩ nè. Ấm nước, ấm nước. Đó, đồ chơi của Vi quá chừng luôn. Pizza. Pizza. Pizza nè. Rồi mời mẹ ăn pizza và bánh kem đi. Bánh kem đi. Bánh kem đâu? Mời mẹ ăn pizza với bánh kem. Đâu bánh kem đâu, pizza đâu, cho mẹ ăn. Rồi cho mẹ ăn đi. Mời mẹ ăn, bỏ đồ để trên dĩa cho mẹ. Cái dĩa đằng sau con à, đằng sau lưng con có cái dĩa kìa. Vi Vi, chỗ cái xô nước á, đằng sau lưng con á. Nè, đi ra đến bên đây nè. Đó cái dĩa bự á, thấy không? Dĩa màu xanh da trời đó. Ngay chỗ cái, đó cái rổ nè, bè bánh nè. Đây nè, đây nè, đó đây nè, đây nè. Dĩa nè, cái dĩa nè. Đó, rồi, để bánh lên cho mẹ ăn. Bánh pizza và bánh kem nha. Rồi, để bánh kem lên. Dạ thì để lên. Rồi đem qua đây cho mẹ ăn. Đây, để lên đây, để bánh lên đây. Để bánh kem lên nè. Nè. Đây, để bánh ra, bánh ra đây. Đó, để lên nè. Đó. Rồi. Cho mẹ ăn sọ luôn. Nè, bánh kem với bánh pizza nè. Đó, mời mẹ ăn. Rồi con nói đi, con mời mẹ ăn bánh. Em nói chiên gạo mẹ và gạo của anh. Chiên lên, chiên lên cho mẹ ăn. Nấu lên cho mẹ ăn. Nè. Nè nấu chiên cá lên đó nè. Nè. Chiên cá chiên thịt lên. Nè nấu cơm mẹ ăn đi. Đó. Nè nè, cho mẹ ăn nè, nhiều nhiều kênh luôn nè. Cho mẹ uống nước dâu luôn. Dạ. Dạ dạ, anh đi lên cho mẹ uống nước nè, ly nè. Cho mẹ uống nước đi. Nè, bình nước cam, pha nước cam cho mẹ uống. Giỏi đi.